Hello, xin chào mọi người. Nay em lại mới làm xong con máy liên hợp của Nishino. Và con này sẽ là hai motor quấn và cưa cùng, quấn và thẩm cùng, cưa riêng. Giờ sau đây em sẽ đo thông số các bác xem. Mặt bản thẩm của nó là một bên là 265 này, một bên là 285 này. Đấy. Và chiều dài của nó là 1490 và chiều rộng của bàn hiện tại là 365 này, nhưng mà con này có thể cuốn được 40 bác nhá. Đây này. Đấy. Đấy. Đấy, rất là rộng, dao của nó là dao 40 luôn. Đấy, ok. Và con này đang điện của nó là điện 3 pha 200, em đang chạy qua bến tần. Bác nào dùng điện 380 thì để em đổi lại. Và đây em bật này. Bật thử cho bác nghe từ kia. Đó. Chạy rất là tít nhá. Êm. Đó, rất là êm. Đây, bật cái thước mà không rung như nào rồi. Đó. Rất là êm. Đây, em bật bánh cưa cho bác xem. Cuốn và thẳng. Đây nha, phẳng đi luôn, rất là mịn luôn. Này, các bác xem cái mắt này, nhìn cái mắt này, gỗ này phẳng đét luôn. Ok, vậy ok rồi. Bác nào cần thì liên hệ em 0973 766 225, em ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội. Em ship toàn quốc nha. Giá thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác nào lấy ở xa thì cọc em mấy triệu nhận hàng thanh toán nốt. Em giới thiệu thêm một số sản phẩm chưa rõ. Ví dụ con Hitachi này, ba dao. Máy con này rất là mới rồi, đủ đồ. Ba dao. Này. Sơn đẹp. Đấy. Con nào đấy thì em dọn, thích con nào cũng được. Đấy, thích con nào em dọn cho con đấy. Nhà nhiều máy lắm. Trong kia không còn. Hoặc là lấy con cuốn 45 ba dao bơm nhớt, gọi bơm nhớt luôn này. Đấy, và rất là ngon, rất là ngon, đủ đồ, máy đẹp, chín tầm 85% thôi. Ok, chào các bác nhé.